Hội thảo tham vấn kỹ thuật về điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu vừa được Bộ Công Thương tổ chức với sự tham gia của nhiều lãnh đạo các hiệp hội, viện nghiên cứu chính sách về năng lượng, chuyên gia am hiểu về lĩnh vực điện mặt trời mái nhà. Tại hội thảo, có nhiều ý kiến từ các chuyên gia kinh tế, năng lượng, lãnh đạo các hiệp hội, viện nghiên cứu chính sách về năng lượng nhất trí về sự cần thiết phải ban hành cơ chế chính sách để phát triển điện mặt trời áp mái theo hình thức tự sản tự tiêu, bởi thông qua việc phát triển điện mặt trời áp mái sẽ bổ sung nguồn cho hệ thống điện quốc gia, nhất là vào thời kỳ cao điểm, bổ sung khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao và tăng nhanh. Chính sách cũng sẽ góp phần giảm áp lực đầu tư từ nhà nước, đồng thời khai thác phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư ngoài xã hội, góp phần làm giảm chi phí sản xuất và tiêu dùng của các đối tượng sử dụng điện. Đồng thời, thông qua việc khuyến khích phát triển nguồn điện này sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2050. Các ý kiến đóng góp được đưa ra tại hội thảo sẽ là căn cứ để Bộ Công Thương, Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghị định nghiên cứu, xem xét, từ đó đặt ra những tình huống, trường hợp có thể xảy ra và cố gắng giải quyết được một cách tốt nhất.